trắng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời. Trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào, bài học đầu tiên sóng vỗ lại biển xanh, căng đo những cánh buồm chở tiếng hò quê hương. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy con đường tới tương lai xây đất nước đẹp. Bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời. Trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào, bài học đầu tiên sóng vỗ lời biển xanh, căng đo những cánh buồm chở tiếng hò quê hương. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy con đường tới tương lai xây đất nước đẹp. Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi, là bài ca yêu tổ quốc không bao giờ em quên. Bâng khuâng khi nhìn trường xưa, trong tim ta nghe xuyên xao lòng, bao con tim già trôi xa, bồi hồi tình xưa chợt thoáng qua, còn không gian tiếng ve hoa cùng rơi, dòng ký ức rất bên thêm. Ngày chia tay cánh hoa nghiêng chào nhau người đôi ngã, em như chim giờ tung bay, em như chim giờ tung bay, đời như một sao mỗi phương trời, trái tươi xanh từng ngày thơ, trái tươi xanh từng ngày thơ, để rồi còn quên còn nhớ nhau, mà sân sắc lá rơi bao mùa qua. Giờ em nay đến phương nào, lòng mênh mang phút giây theo ngày xưa cùng năm tháng. Chờ trên phố mưa xa rồi tháng ngày, những vui buồn xưa thời áo trắng mãi không phai mờ. Từng dòng lưu buông mộng mơ,
Thank you.
sự đồng tình ủng hộ của toàn thể 64 sinh viên của lớp cơ đảng Tinh Gia 2A. Và một sự đặc biệt nữa là được sự giúp đỡ tận tình, rất tận tình của gia đình bạn Trần Anh Tuấn. Hôm nay đang ngày 20 tháng 1, lớp cơ đảng Tinh Gia 2A tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ nhỏ để mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng đồng thời chúng ta ôn lại những kỷ niệm, những hoạt động trong 3 năm chúng ta đã trải qua. Và bây giờ đó cũng là lý do mà hôm nay, và bây giờ các bạn trong tổ chức chúng ta hôm nay mời tất cả chúng ta cùng gần đây, mời quý vị thầy cô cùng đồng thể các bạn. Chúc quý thầy cô sức khỏe,
hạnh phúc và thành đạt. Giống của bạn lớp chúng ta là giống sư phạm. Sau đây Phúc xin hát bài như là cảm ơn chân thành đến quý thầy cô ra bài buổi phân. Thank you.
Thank you.
tự lắng nghe. Và bây giờ xin trân trọng mời thầy Tấn Anh lên giúp với chương trình văn nghệ. Gọi mãi tên nhau.
chưa? Đây là ngồi là bạn á, chơi bạn á, là chúng ta ấy, ai xung năm lên tặng hoa cho, cái này cầu cái nào nhanh lên, hoa có là, đây đây anh đang cười chị ấy cầm hoa thôi, cầm lấy nhiều, cầm lấy nhiều. Hey!
Đau giọt nước mắt sẽ làm hơn đổ tiền.
là đã.